Yes. Xin chào các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ người sức khỏe tinh thiết và trong câu lạc bộ giải quyết tài chính chất lượng. Chào mừng chúng ta đã quay trở lại trước khi live stream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính mà mình mong muốn trong chu kỳ tháng 2 2022. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với live stream ngày số 6 với một chủ đề vô cùng tuyệt vời, đó chính là làm thế nào để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta. Và trước khi vào nội dung chính của live stream ngày hôm nay thì Phương sẽ ôn lại những kiến thức của live stream ngày qua để giúp cho chúng ta một lần nữa nhớ những kiến thức để giúp mình ứng dụng đạt được những kết quả như mình mong muốn. Ngày hôm qua mình đã cùng nhau chia sẻ nội dung đó chính là những cách giao tiếp với tiềm thức. Và để giao tiếp được với tiềm thức thì chúng ta sẽ có những cách như sau. Cách đầu tiên là suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ của chúng ta là một hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình. Nếu có ai đó tác động hoặc ám thì chúng ta, một cái lời nói, một ngôn từ, một hành động không tích cực thì chúng ta hãy đảo ngược lại ngôn từ đó 3 lần, đúng không ạ? Ví dụ như bảo là gì, bạn nghèo lắm, hoặc là bạn không được an toàn, bạn nguy hiểm, đúng không ạ? Thì gì, mình hãy đảo ngược cái ngôn từ đó thành ngôn từ tích cực một chiều, đó chính là gì ạ? Mình là người thành công. Hoặc là gì, tôi an toàn. Đó. Như vậy thì khi mình đổi là ngôn từ tích cực như vậy thì tiềm thức mình sẽ hưởng ứng bắt từ khóa phía sau của mình, đó chính là an toàn và chính là gì ạ, thành công, giàu có, để gieo vào mảnh đất tiềm thức là những cái hạt mầm tốt nhất, những cái hạt mầm của sự thành công, đúng không ạ? Và suy nghĩ của chúng ta là gì ạ? Suy nghĩ hướng đến sự thành công giàu có. Chính vì vậy là gì? Luôn luôn tập trung vào kết quả, luôn luôn tập trung vào điều mình muốn, vào kết quả của mình muốn, đúng không ạ? Đó. Và ý thức của chúng ta thì có quyền lựa chọn những hạt giống tốt, những hạt giống hướng đến sự thành công giàu có để gieo vào mảnh đất màu mỡ. Chính vì vậy là gì ạ? Chúng ta hãy suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta phải luôn luôn là cẩn trọng, luôn luôn là nhất quán để gieo vào tiềm thức của mình những hạt mầm tốt nhất. Nếu như mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực như vậy thì cuộc sống của chúng ta theo quy luật là hấp dẫn, đúng không ạ? Luật hấp dẫn của vũ trụ, luật tập trung của vũ trụ sẽ hấp dẫn đến cho chúng ta những điều vô cùng là tuyệt vời. Đó. Và gì ạ? Khi mà tất cả những thành công của người khác hoặc là thành công của mình thì mình phải luôn luôn là ăn mừng, đúng không ạ? Ăn mừng, chúc mừng tiền về với mình, tiền về với người khác, luôn luôn là chúc mừng như vậy. Rồi đó là cách đầu tiên, là cách suy nghĩ. Cách thứ hai là gì ạ? Cách thứ hai là nói. Nói có nghĩa là mình sẽ dùng những cái ngôn từ tích cực một chiều ở thì hiện tại, đúng không ạ? Đó chính là gì? Đó chính là chúng ta phải nhất quán từ cái suy nghĩ đến cái lời nói của mình. Vì là gì ạ? Vì tiềm thức của chúng ta sẽ bắt được cái suy nghĩ của mình, và mình nói như thế nào, mình tin như thế nào thì tiềm thức sẽ hưởng ứng cho mình như vậy. Chính vì vậy là gì ạ? Nếu như có ai đó nói đối với chúng ta thì chúng ta có thể là không biết, nhưng mà tiềm thức của người đó chắc chắn là họ sẽ biết, đúng không ạ? Và gì, bản thân mình cũng vậy, mình nói dối ai thì gì ạ, người đó sẽ không biết, nhưng mà tiềm thức của mình sẽ là người rõ nhất. Chính vì vậy là gì, lời nói của chúng ta phải là lời nói tích cực ở thì hiện tại. Và một trong những đức tính của những người thành công giàu có thì đó chính là trung thực và thẳng thắn. Và trong quyển sách Đường đến thành công đỉnh cao được viết bởi tỷ phú Donald Trump thì gì ạ? Tỷ phú Donald Trump có nói là đức tính quan trọng nhất của người thành công đó chính là trung thực và thẳng thắn. Bởi vì tiềm thức của chúng ta hoạt động dựa trên cơ chế là niềm tin, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Đối với những người thảo mai hay nịnh nọt thì không có tác dụng gì,
không có tác dụng gì, bởi vì nói một đằng làm một nẻo, đúng không ạ? Những người mà thảo mái, những người mà nịnh nọt thì đương nhiên là ở ngoài miệng họ nói một đằng, nhưng mà bên trong trung tâm của họ lại là một nghĩa khác, lại là một chuyên nghĩa khác, đúng không ạ? Chính vì thế là gì, khi mà ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì chúng ta phải nhất quán từ lời nói đến suy nghĩ của mình. Như vậy thì theo Phương, theo quan điểm của Phương thì khi mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức, bắt đầu cái giai đoạn đầu tiên mình chưa mạnh, đúng không ạ? Mình chưa mạnh thì mình không nên gặp những cái người tích cực, không nên gặp những cái người tiêu cực, bởi vì tiêu cực có cái tính chất là lây lan, đúng không ạ? Làm mất năng lượng của chúng ta. Chính vì vậy là gì, chúng ta không chơi với những người tiêu cực, đúng không ạ? Tiêu cực là chúng ta hãy gạch bỏ ra, và chúng ta không đọc những cái thông tin tiêu cực có trên mạng xã hội, đúng không ạ? Bởi vì khi mình chơi với năm người tiêu cực thì mình chắc chắn là người thứ sáu, đúng không ạ? Và khi mình chơi với năm người nghèo thì mình chắc chắn là người nghèo thứ sáu. Và mỗi ngày mình suy nghĩ gì, mình nghe gì, mình nhìn thấy gì thì ngày tương lai chúng ta là người như vậy. Chính vì thế là gì ạ? Chính vì thế là ngày hôm nay chúng ta biết đến sức mạnh của tiềm thức, chúng ta sẽ khai phá được những cái kho báu đó để giúp cho mình đạt được những mục tiêu như mình mong muốn. Thì chúng ta phải phải suy nghĩ tích cực, lời nói của chúng ta nói ra cũng phải là tích cực, đúng không ạ? Đó. Và thường khi mà từ xưa chúng ta thường là có cái suy nghĩ là gì, nói trước bước hôm qua, nói trước bước hôm qua, nhưng mà sự thật là với sức mạnh tiềm thức thì càng nói là bước càng qua, bởi vì khi mình nói ra như vậy thì tiềm thức của mình nghe, và tiềm thức mình nghe thì với cái niềm tin nhất quán của mình thì tiềm thức sẽ hưởng ứng hút những nguồn lực phía bên ngoài để giúp cho mình đạt được cái điều mình nói, đó chính là gì ạ, càng nói thì bước càng qua. Đó, bởi cho nên là mình muốn hút được những nguồn lực thì việc đầu tiên là mình phải phải nói cái điều mình mong muốn ra để tiềm thức mình nghe, để vũ trụ mình nghe, bởi vì là mỗi một con người chúng ta là một một trạm phát sóng, mình phát ra từ trường năng lượng nào, mình phát ra cái sóng nào thì vũ trụ sẽ gửi lại cho chúng ta những từ trường, những cái tần số giống y chang chúng ta phát ra. Chính vì thế là khi mình mong muốn điều gì thì mình hãy nói ra, nói ra để tiềm thức có cơ hội thực thi cho mình, đúng không ạ? Và khi mình nói ngôn từ tích cực một chiều, ngôn từ tích cực một chiều thì mình sẽ sử dụng những cái từ ngữ đó là tôi có, tôi là, tôi sở hữu, đúng không ạ? Tôi có tổng tài sản là 23 tỷ, tôi sở hữu là căn biệt thự triệu đô, hoặc tôi sở hữu là gì ạ, xe mẹt, hoặc tôi sở hữu là gì, Lamborghini đó. Chúng ta hãy dùng ngôn từ là tôi có, tôi là, tôi sở hữu đó. Như vậy đó chính là mình đang sử dụng ngôn từ tích cực ở thì hiện tại. Và cách thứ ba để mình giao tiếp được với tiềm thức nữa đó chính là hành động. Hành động ở đây có nghĩa là mình sẽ hành động như thể đã xảy ra rồi, giống như cái bức tranh kết quả tài chính 30 ngày của mình. Phương thường hướng dẫn cho chúng ta là gì ạ? Mỗi ngày mình sẽ hình dung bức tranh đó đã đạt được kết quả rồi, tức là mình sống trong cảm xúc ăn mừng, cảm xúc của sự thành công, cảm xúc của cái bức tranh mình đã đạt được rồi. Đó chính là cách để mình giao tiếp với tiềm thức, bởi vì tiềm thức của chúng ta là một kho lưu trữ những thông tin, hình ảnh và cảm xúc. Chính vì vậy là gì, những cái hành động của mình thể hiện ra phải là hành động như đã xảy ra rồi, và lời nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta phải luôn luôn nhất quán. Cách quan trọng nhất mà để giao tiếp với tiềm thức đó chính là hình ảnh và cảm xúc. Và đây cũng là cách số 4 và số 5. Phương gộp hai cách này lại với nhau bởi vì gì ạ? Bởi vì hình ảnh thì luôn luôn đi đôi với cảm xúc, đúng không ạ? Hình ảnh và cảm xúc. Thì chính vì vậy là cái bức tranh kết quả tài chính 30 ngày của mình cũng như bức tranh kết quả tài chính 6 tháng của mình đều là gì ạ? Đều viết thành một bức tranh đầy đủ âm thanh, ánh sáng, màu sắc, mùi vị, đúng không ạ?
cái gì, tiềm thức sẽ hưởng ứng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu nhanh hơn. Tiềm thức thì rất là nhạy bén với hình ảnh và cảm xúc. Cảm xúc càng lớn, cái bức tranh của chúng ta, hình ảnh chi tiết màu sắc đầy đủ, cảm xúc càng lớn càng chạm đến trái tim từng nào thì cái mục tiêu của chúng ta, tiềm thức hưởng ứng dễ dàng với chúng ta bấy nhiêu. Về nên là gì ạ? Về nên là ngay từ livestream số livestream một đầu tiên, Phương đã hướng dẫn với chúng ta là gì ạ? Cái mục tiêu lợi nhuận tài chính của mình là mục tiêu con số bán ạ, mục tiêu số tiền của mình, mình hãy hiện thực hóa những con số đó thành một bức tranh đầy đủ âm thanh, ánh sáng, màu sắc và mùi vị, khung cảnh, có cả những người ăn mừng chúc mừng với chúng ta lúc chúng ta đạt được mục tiêu nữa. Đó, và nhiệm vụ của chúng ta trong 30 ngày là gì ạ? Chúng ta phải liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh đó đã đạt được rồi, và nghe thôi miên bức tranh kết quả tài chính 6 tháng của mình tại tại hai thời điểm, buổi sáng khi vừa mở mắt ra và buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ, thì chúng ta lại nghe. Đó chính là cách mình giao tiếp với tiềm thức là hình ảnh và cảm xúc. Rồi, và cách số 6 là hợp nhất giữa ý thức và tiềm thức là một. Và để ứng dụng được cái cách này, để hợp nhất được tiềm thức với ý thức thành một, thì gì ạ? Chúng ta sẽ luyện tập đi luyện tập lại từ cách 1 đến cách 5 một cách nhuần nhuyễn, thì từ khác là tiềm thức và ý thức của chúng ta sẽ hợp nhất là một. Bởi vì giữa ý thức và tiềm thức có một đường ranh giới ở giữa, có một cái rào cản ở giữa, cho nên là gì, muốn tiềm thức và ý thức hợp nhất thì chúng ta phải luyện tập, đúng không ạ? Luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần và luyện tập trong quá trình dài hạn, rồi chúng ta sẽ hợp nhất được là một. Và để mà luyện tập cho tiềm thức và ý thức của mình hợp nhất là một thì mình sẽ đưa ra những cái mục tiêu nhỏ hàng ngày để mình huấn luyện cho tiềm thức của mình. Mục tiêu nhỏ hàng ngày đó chính là gì ạ? Đi đường nên xanh thông thoáng an toàn, đảm bảo nắng mưa, nắng mưa là việc của ta, hoặc là tiền về hàng ngày. Có một người bạn cũ lâu năm gọi điện thăm hỏi, đó chính là những cái mục tiêu nhỏ mà chúng ta đưa ra để huấn luyện thói quen cho tiềm thức. Tiềm thức của chúng ta là hoạt động trên cơ chế là tác động phản ứng, thì khi mình đưa ra những cái mục tiêu thì ngay lập tức tiềm thức sẽ phản ứng, sẽ tác động lại cho chúng ta những cái kết quả như cái mục tiêu mình đưa ra, đúng không ạ? Đó chính là cái nội dung ngày hôm qua Phương đã chia sẻ với mình 6 cách giao tiếp với tiềm thức. Chúng ta hãy nhớ, hãy ghi chép cẩn thận 6 cách này để mình giao tiếp được với tiềm thức của mình, đúng không ạ? Khi mà mình có một mục tiêu thì mình phải biết cách là gửi gắm cái mục tiêu đó vào cho tiềm thức, để tiềm thức hưởng ứng giúp cho mình đạt cái mục tiêu, đúng không ạ? Và muốn để tiềm thức hưởng ứng được, giúp mình đạt được mục tiêu thì mình phải biết được cách giao tiếp với tiềm thức. Cho nên là gì, 6 cách giao tiếp với tiềm thức, Phương xin nhắc lại đó chính là gì ạ? Cách đầu tiên là suy nghĩ, thứ hai là nói, 3 hành động, 4 và 5 là hình ảnh và cảm xúc, 6 là ý thức và tiềm thức hợp nhất là 1. Đó chính là 6 cách giao tiếp với tiềm thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của live stream ngày hôm nay. Và bước đầu tiên trong ngày mình phải làm đó chính là tổng kết ít nhất là 3 thành công trong ngày. Bởi vì những người thành công và giàu có thì tư duy đầu tiên là họ phải luôn luôn tập trung vào thành công, đúng không ạ? Bởi vì tập trung vào thành công thì thành công sẽ mở rộng, thành công sẽ nuôi dưỡng những thành công lớn hơn. Cho nên là mỗi ngày chúng ta phải tập trung vào những thành công, tìm kiếm những thành công trong ngày của mình. Và thành công đầu tiên trong ngày hôm nay của Phương đó chính là dậy đọc sách 5 giờ sáng cùng với nhóm học tập siêu chất lượng của mình. Thành công thứ hai là hoàn thành xuất sắc livestream ngày số 6 trong chuỗi chu kỳ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác mục tiêu như mình mong muốn. Và thành công thứ ba nữa đó chính là chép livestream ngày số 2 vô cùng là tuyệt vời. Và thành công thứ tư là tiền về 100 triệu. Yeah, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức, vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là cảm xúc luôn. Chúng ta hãy comment những thành công của mình nhé, để Phương đọc và cùng nhau hưởng ứng tư tưởng của thành công. Và bước thứ hai là mình sẽ bỏ quỹ tự do tài chính, bỏ quỹ tự do tài chính để mình cùng nhau lấy cái quỹ tự do tài chính đó đi đầu tư gia tăng tài sản marketing của mình, và để mình tạo thói quen cho tiềm thức
mỗi ngày quản trị được cái dòng tiền của mình, đúng không ạ? Đó chính là cái bước số 2. Và bước số 3, mình sẽ cùng nhau tuyên bố 17 tư duy triệu phú để tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của mình. Chúng ta hãy đặt tay lên tim và tuyên bố cùng với Phương nhé. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính, tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc như thế nào. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và nói với những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư giả. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cử khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Cả cơ hội và tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiền thức, cảm ơn tiền thức. Bước số 4 là chúng ta cùng nhau tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú đô la, tôi là nam chân của tiền và tài sản. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Rồi, đến bước số 5 trong ngày là mình sẽ cùng nhau hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày đã đạt được và nghe bức tranh kết quả tài chính 6 tháng bằng cách là gì? Nghe cái bức tranh mục tiêu tài chính 6 tháng của mình bằng cái bản thôi miên mình đã ghi âm trên nền nhạc Offering với con dòng trầm. Đó chính là cái bước số 5. Và bước số 6 nữa là gì? Chúng ta hãy luyện tập thói quen cho tiềm thức hưởng ứng mục tiêu của mình, đúng không ạ? Bằng những cái mục tiêu nhỏ hàng ngày, ví dụ như là đi đường nền xanh thông thoáng, đảm bảo an toàn, được tặng quà, ăn uống cùng người giàu, đúng không ạ? Và gì nữa ạ? Tiền về hàng ngày, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Đó là những cái mục tiêu nhỏ hàng ngày chúng ta đưa ra để huấn luyện thói quen cho tiềm thức thực thi những cái mục tiêu của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm được 6 bước hàng ngày rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái nội dung ngày hôm nay. Thì Phương chia sẻ với chúng ta một nội dung rất là tuyệt vời. Đó chính là gì ạ? Tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta. Làm thế nào để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta, đúng không ạ? Đây là một chủ đề vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta có hai mục tiêu. Mục tiêu 30 ngày và mục tiêu 6 tháng, đúng không ạ? Thì làm thế nào để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta bây giờ? Đó, chúng ta sẽ có 8 cách để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho mình. Cách đầu tiên đó chính là tăng niềm tin ở việc sử dụng sức mạnh tiềm thức. Thì chúng ta sẽ có là hai cái cách nhỏ. Cách đầu tiên đó chính là mình sẽ đọc sách sức mạnh tiềm thức, đúng không ạ? Đọc sách sức mạnh tiềm thức càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Bởi vì quyển sách sức mạnh tiềm thức là một bộ môn khoa học mà có mặt trên thế giới hơn 50 năm rồi. Thì tất cả những người giàu, những người thành công trên thế giới, họ đều biết và đã ứng dụng thành công trong công việc kinh doanh của họ, trong cuộc sống của họ, đúng không ạ? Chính vì vậy là gì? Trong quyển sách sức mạnh tiềm thức giúp cho chúng ta hiểu được tất cả những cơ chế, những hoạt động của sức mạnh tiềm thức kho báu bên trong của mình. Chính vì vậy là chúng ta phải đọc sách sức mạnh tiềm thức đọc càng nhiều càng tốt. Giống như tỷ phú đô la bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức Trần Dũng là gì ạ? Vừa đọc vừa nghe hơn 500 lần thì đạt được móc là triệu phú đô la. Nếu như những anh chị em nào mà mình vừa đọc vừa nghe mà đến 500 lần chưa đạt được móc là triệu phú đô la thì liên hệ với tỷ thiên tài lỗi lạc tỷ phú đô la Trần Dũng sẽ tặng cho chúng ta một món quà, đó chính là 1 triệu đô, vô cùng là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Và việc thứ hai nữa là chúng ta sẽ xem live stream 30 ngày, bởi vì
bởi vì rất là nhiều anh chị đọc sách nhưng mà chưa dễ hiểu đúng không ạ? Thì nhưng mà khi mình xem live stream thì mình dễ hiểu hơn rất nhiều để mình ứng dụng, bởi vì cái bộ live stream là những cái kiến thức lấy từ trong sách ra và đã ứng dụng ra thực tế, và mỗi năm Thiên Tài Lợi Lộc Tâm Dung làm mấy chu kỳ up lên dần lên để rút gọn cho chúng ta một công thức dễ hiểu nhất để chúng ta ứng dụng đạt được kết quả nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Chính vì thế là gì, chúng ta vừa kết hợp đọc sách trên máy tính thức, vừa kết hợp xem bộ live stream, mà không phải đơn thuần là mình xem, mà mình xem và phải chép từng câu từng chữ cái bộ live stream này nữa. Để làm gì ạ? Để giúp cho mình hiểu hơn những kiến thức cơ bản nền tảng của sức mạnh tiềm thức. Thứ hai nữa, để giúp cho chúng ta có cái bộ tư duy gốc rễ của những người thành công và giàu có. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức mà mang cái bộ tư duy nghèo đi ứng dụng thì kết quả là nghèo, đúng không ạ? Cho nên là gì, muốn ứng dụng sức mạnh tiềm thức để cấp số nhân lên, để kết quả của chúng ta là thành công về tài chính, thành công cho các mối quan hệ trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta phải học và chép cái bộ live stream này từng câu từng chữ để giúp cho mình sở hữu một cùng một lúc là hai bộ công thức. Một là bộ công thức của nguồn lực sử dụng sức mạnh tiềm thức, hai là bộ công thức của bộ tư duy gốc rễ của những người thành công và giàu có. Đó chính là việc chúng ta gia tăng niềm tin bằng hai việc, đúng không ạ? Bởi vì tiềm thức của chúng ta là hoạt động dựa trên cơ chế niềm tin, mình tin như thế nào thì tiềm thức sẽ hưởng cho mình như vậy. Cho nên là gì, chúng mình phải gia tăng cái niềm tin của mình bằng cách là đọc sách sức mạnh tiềm thức, đọc càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là xem và ghi chép cẩn thận từng câu từng chữ bộ lá trên 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức đó. Như vậy là gì, chúng ta cứ làm theo hướng dẫn của Phương, chúng ta sẽ đạt được những kết quả như mình mong muốn. Bởi vì Phương cũng đã làm theo cách mà những anh chị đi trước, Thiên Tài Lợi Lộc Tâm Dung đi trước đã ứng dụng tạo được những kết quả, hướng dẫn lại cho mình thì mình ứng dụng mình đã tạo được kết quả rồi, kết quả vô cùng vi diệu rồi. Cho nên là gì, Phương chia sẻ tất cả những kiến thức mà ở trên live stream là những kiến thức thật đã được ứng dụng và tạo ra được những kết quả thật, không những kiểm chứng bởi mỗi mình Phương mà kiểm chứng bởi hàng ngàn anh chị em trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, cũng như trong câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức, cũng như là trong nhóm học tập của Phương, đúng không ạ? Hàng ngàn người trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam mình, khắp mọi miền của thế giới, khi mà chúng ta biết đến sức mạnh tiềm thức, ứng dụng đạt kết quả vô cùng là vi diệu luôn ạ. Đó, cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta phải gia tăng niềm tin cho sức mạnh tiềm thức, đó là cách đầu tiên. Và cách thứ hai để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho mình, đó chính là chúng ta phải liên tục cài đặt cái mục tiêu vào với tiềm thức của mình. Liên tục cài đặt mục tiêu vào tiềm thức của mình, đó chính là gì ạ? Đó vừa rồi Phương đã hướng dẫn cho chúng ta là cách giao tiếp với tiềm thức, đúng không ạ? Để giao tiếp được với tiềm thức thì chúng ta có 6 cách. Có 6 cách. Cách đầu tiên là suy nghĩ, thứ hai là lời nói, thứ ba là hành động, thứ tư là hình ảnh, thứ năm cảm xúc, và thứ sáu là hợp nhất giữa ý thức và tiềm thức là một, đúng không ạ? Đó chính là 6 cách để mình giao tiếp với tiềm thức. Thì gì ạ? Mình đã biết cách rồi thì mình sẽ liên tục cài đặt cái mục tiêu tài chính của mình vào với tiềm thức để tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta, đúng không ạ? Đó. Và với cái cách này thì chúng ta sẽ là gì ạ? Sẽ liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày của mình đã đạt được và bức tranh tài chính 6 tháng của mình với đầy đủ âm thanh, ánh sáng, màu sắc và đặc biệt là cảm xúc. Cảm xúc càng cao thì tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta càng nhanh. Đó. Và chúng ta sẽ có những thời điểm để mình cài đặt mục tiêu. Thời điểm đầu tiên để mình cài đặt mục tiêu vào với tiềm thức của mình đó chính là buổi sáng khi chúng ta vừa mới lơ mơ thức dậy, và buổi tối khi chúng ta chập chờn đi ngủ. Thì tại hai cái thời điểm này chúng ta sẽ cài đặt cái mục tiêu mình vào, bởi vì tại hai thời điểm này là ý thức của chúng ta đã mất quyền kiểm soát thì tiềm thức của mình hoạt động mạnh nhất. Cho nên là mình sẽ tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính của mình ngay tại hai cái thời điểm này, và nghe bức tranh kết quả tài chính của mình bằng cái bức tranh là thôi miên của chúng ta trên nền nhạc offering, đúng không ạ? Đó.
và cái thời điểm thứ hai để mình cài đặt mục tiêu vào với tiềm thức của mình, đó chính là khi chúng ta vừa tập thể dục xong. Khi chúng ta tập thể dục xong thì từng tế bào trong cơ thể chúng ta đều đổ mồ hôi và rất là hưng hực, đúng không ạ? Rất là khí thế, rất là hưng hực, cảm xúc rất là mạnh mẽ. Thì lúc này chúng ta liền cài đặt mục tiêu của mình vào. Những lúc mà mình cao trào, mình cảm xúc thì mình ngay lập tức nhớ đến mục tiêu để mình gửi gắm vào tiềm thức. Mình hình dung tưởng tượng thì tiềm thức là một lần nữa khắc ghi cái bức tranh đó để ươm mầm, để hút tất cả những cái nguồn lực bên ngoài để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình. Và thời điểm thứ ba là khi ăn mừng với thành công của người khác. Ăn mừng thành công của người khác. Thường thì chúng ta không có, ngay từ xưa đến nay chúng ta chưa có cái tư duy ăn mừng với thành công của người khác, đúng không ạ? Chính vì thế chúng ta chưa thành công. Bởi vì khi mình ăn mừng thành công của người khác, chính là khi mình gieo cái hạt mầm của sự thành công giàu có vào với mảnh đất màu mỡ của mình. Mình ăn mừng khi tiềm thức của mình là người nghe đầu tiên, thì tiềm thức nghe, tiềm thức cử ứng cho mình là người đầu tiên, đúng không ạ? Chính vì thế là gì? Khi mình ăn mừng với thành công người khác, cảm xúc của mình dâng cao, mình yêu quý cái thành công đó, thì thành công đó đến với mình. Tại thời điểm này chúng ta rất cảm xúc vì chúng ta lại cài đặt cái mục tiêu vào cho tiềm thức của mình, đúng không ạ? Đó chính là cái cách số 2. Và cách số 3 để mình cài đặt mục tiêu vào với tiềm thức của mình nữa, đó chính là mình sẽ liên tục cài đặt 17 tư duy triệu phú. 17 tư duy triệu phú để làm gì ạ? Để mình tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của mình, đúng không ạ? Bản tài chính gốc trong tâm thức của mình, tái thiết lập lại bộ tư duy gốc rễ chính bên trong sâu thẳm của mình, đúng không ạ? Và mình sẽ đọc cái tuyên bố này tại các thời điểm trong ngày, thì ít nhất là mình sẽ đọc tuyên bố này 2 lần, buổi sáng và buổi tối, đúng không ạ? Thường thì đọc là buổi sáng khi mưa vừa mới ngủ dậy và buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta sẽ đọc luôn. Đó chính là cái cách số 3. Và cách số 4 đó là mình sẽ bỏ quỹ tự do tài chính. Bỏ quỹ tự do tài chính này nhằm mục đích đó là mình sẽ rèn luyện thói quen quản trị dòng tiền mỗi ngày cho tiền thưởng của mình. Và chúng ta cần bỏ vào đó một số tiền, chúng ta hãy tích ra và bỏ ra đó một số tiền. Và số tiền rất là quan trọng, nhưng mà thứ quan trọng hơn vẫn là cái thói quen của chúng ta, đúng không ạ? Thói quen quản trị dòng tiền. Và khi mình đã quản trị được một cái dòng tiền cá nhân của mình tốt rồi, thì tất cả những cái dòng tiền của doanh nghiệp của mình, của tập đoàn, của công ty của mình, thì đương nhiên là mình quản trị một cách rất là xuất sắc luôn. Và cái quỹ tự do tài chính này chúng ta sẽ bỏ và mang cái quỹ này đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên của mình, đúng không ạ? Và TH Baker ông đã nói là gì ạ? TH Baker đã nói là gì? Chúng ta muốn tự do về tài chính thì chúng ta phải trở thành một nhà đầu tư chủ động. Chúng ta phải chủ động để đầu tư, đúng không ạ? Chủ động bỏ quỹ tự do tài chính, chủ động có cái số tiền đó và chủ động mang đi đầu tư gia tăng cái tài sản của mình. Tài sản thì càng để lâu càng tăng giá, càng có giá trị, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải chủ động trong tất cả, và đặc biệt là chủ động để đầu tư. Đó giúp cho mình tự do về tài chính. Rồi cách số 5 là mình sẽ tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Và đây cũng là cái bước, một trong 6 bước hàng ngày mà Phương và chúng ta thường làm, đúng không ạ? Những cái niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức đó chính là gì ạ? Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú đô la. Nếu như ai đã cán mốc triệu phú đô la rồi thì mình là tuyên bố là tôi là tỷ phú đô la, đúng không ạ? Đó là những cái niềm tin mà mỗi ngày chúng ta phải tuyên bố để cho cái niềm tin với sức mạnh tiềm thức mình là niềm tin cao, niềm tin 100% nhất quán với sức mạnh bên trong của mình. Rồi và cách số 6 đó chính là tái thiết lập lại những cái mục tiêu nhỏ, thiết lập những cái mục tiêu nhỏ để làm cho tiềm thức của mình hưởng ứng, giúp cho mình đạt mục tiêu, đúng không ạ? Khi mình đưa ra tất cả những cái mục tiêu nhỏ thì tiềm thức hưởng ứng
do chúng ta đạt được những mục tiêu nhỏ đó rồi, thì đương nhiên những mục tiêu lớn hơn mình đưa ra tiềm thức lại cho và cho thêm. Đó là cách làm việc của tiềm thức, luôn luôn cho và cho thêm. Cho nên là gì ạ? Từ cái mục tiêu nhỏ đến mục tiêu số 1 đến mục tiêu số 9 tiềm thức thực thi cho chúng ta rồi, thì đương nhiên là mục tiêu số 10 là mục tiêu lớn nhất tiềm thức ngay lập tức thực thi cho chúng ta luôn. Đó chính là cái sự vi diệu, kỳ diệu của tiềm thức. Và đó cũng chính là lý do mà vì sao Phương cùng tất cả anh chị em mình mỗi ngày làm đều đặn 6 bước, và bước số 6 là rèn luyện thói quen cho tiềm thức bằng những cái mục tiêu nhỏ. Đó. Rồi, và bước số 7 đó chính là giao tiếp hai chiều với tiềm thức. Giao tiếp hai chiều với tiềm thức đó chính là gì ạ? Chúng ta hãy đặt cho tiềm thức của mình một cái tên, một ngôn từ để mình xưng hô. Ví dụ như là gì ạ? Phương thì cũng đặt cho tiềm thức của mình là Phương em, mình là Phương chị, thì mình, khi mà mình truyền cái ý niệm, cái mong mỏi, cái khát khao của mình, cái mục tiêu của mình với tiềm thức, thì mình hãy nói chuyện với tiềm thức như một người em của mình luôn. Bởi vì là tiềm thức rất là thích mình, rất thích nói năng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cho nên là gì, chúng ta hãy nói chuyện với tiềm thức của mình. Hoặc là khi mình muốn có một câu hỏi chính xác cho một cái vấn đề nào đó của mình, hoặc là gì, khi mình tìm kiếm một cái đồ dùng thất lạc nào đó mình tìm chưa được, không biết ở chỗ nào, thì mình dùng cái tiềm thức của mình và mình hỏi tiềm thức của mình. Đó, mình sẽ hỏi tiềm thức của mình để tiềm thức sẽ chỉ cho chúng ta cái vị trí mà mình cần tìm, đúng không ạ? Và Phương thì đã ứng dụng cái cách này rất tìm rất là nhiều đồ vật rồi, rất là nhiều luôn, và tất cả những anh chị em trong nhóm học tập cũng vậy luôn. Đó, và là những cái lúc này thì mình sẽ sử dụng câu nói quyền năng của tiềm thức, đó chính là ngay bây giờ, ngay lúc này tiềm thức cho chỉ con đường nhanh nhất, ngắn nhất để đạt mục tiêu. Đó chính là mục tiêu gì thì mình hãy đọc mục tiêu đó ra. Hoặc là gì ạ? Ngay bây giờ, ngay lúc này tiềm thức cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất để tôi đi đến thành công. Đó, thì mình nói như vậy và lặp đi lặp lại mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, thì bằng một cách ngắn nhất, nhẹ nhàng nhất, dễ dàng nhất, tiềm thức sẽ hưởng ứng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu, hưởng ứng giúp cho chúng ta có những cái dấu hiệu để đạt được cái mục tiêu của mình. Việc của chúng ta là phải học kỹ kiến thức cơ bản nền tảng khoa học của bộ môn sức khỏe tiềm thức để mình nhận diện được những cái dấu hiệu mà tiềm thức đã hưởng ứng cho chúng ta. Bởi vì khi tiềm thức hưởng ứng dấu hiệu cho chúng ta mà chúng ta không đọc được dấu hiệu thì coi như là gì ạ? Chúng ta không biết để làm, không biết để thực thi để cho mình đạt được mục tiêu. Cho nên là gì ạ? Việc của chúng ta là phải học tập ghi chép cẩn thận công thức mỗi ngày để mình ứng dụng, để mình nhận diện được cái mục tiêu của mình tiềm thức đã hưởng ứng cho mình, để biết ơn, để cảm ơn tiềm thức, để tiềm thức là cho và cho thêm chúng ta, đúng không ạ? Rồi, đó chính là cách số 7. Và cách cuối cùng đó là nhân duyên thành công và ăn mừng. Như Phương đã nói, tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho mình thì mình phải nhân duyên được những cái dấu hiệu tiềm thức đã hưởng ứng mục tiêu, đúng không ạ? Khi mà tiềm thức hưởng ứng rồi thì chúng ta phải ăn mừng, phải ghi nhận công ơn của tiềm thức và ăn mừng, đúng không ạ? Tiềm thức cũng giống như một con người chúng ta vậy. Mình giúp đỡ một ai đó thì cũng rất là gì ạ? Họ cảm ơn mình, đúng không ạ? Họ cảm ơn, họ ghi nhận công ơn của mình thì mình cũng rất là vui, đúng không ạ? Lần sau họ nhờ mình thì mình lại vui vẻ làm cho họ. Còn nếu như mà mình giúp cho họ mà họ không có sự biết ơn, không có cảm ơn, không có biết ơn, không có sự ghi nhận thì gì ạ? Lần sau chúng ta cũng không thích làm. Và tiềm thức của chúng ta cũng vậy luôn. Mình phải nhận diện được những cái dấu hiệu tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho mình, để mình cảm ơn, mình biết ơn, mình ghi nhận công ơn của tiềm thức và mình ăn mừng với cái thành công đó. Đó chính là cách số 8, đúng không ạ? Rồi, và để mình nhận diện được những cái dấu hiệu tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho mình, ví dụ mình hãy học lại những cái video trước Phương đã chia sẻ với mình. Ví dụ như là gì ạ? Những cái dấu hiệu là tiềm thức hưởng cho mình bằng nguồn lực nào, ví dụ như nguồn lực con người này, nguồn lực một thông tin này, một cái quyển sách nào đó, hoặc là một cái tư duy, hoặc là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, hoặc là có một cái quý nhân nào đó phù trợ cho chúng ta, nguồn lực nào đó đến với chúng ta, đúng không ạ?
cũng giống như ngày hôm nay chúng ta xem livestream của Phương thì gì ạ? Chúng ta biết đến từ bộ livestream này, biết đến Phương, Phương là một nguồn lực của chúng ta đúng không ạ? Một nguồn lực con người. Và cái bộ livestream này Phương gửi đến chúng ta là gì ạ? Một cái nguồn lực của những cái những tư duy mới, những kiến thức mới để giúp cho chúng ta ứng dụng trong công việc kinh doanh của mình, tạo được kết quả. Đó chính là cách tiềm thức đã hưởng ứng cho chúng ta một nguồn lực đến để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình. Đó đó là diện 8 cách để giúp cho tiềm thức hưởng ứng mục tiêu cho chúng ta. Chúng ta hãy ghi chép cẩn thận tỉ mỉ để mình ứng dụng đạt được kết quả như mình mong muốn nhé. Rồi, và livestream ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại chúng ta vào livestream ngày mai. Tôi là tiếp tục chia sẻ với chúng ta một chủ đề mới để giúp cho mình ứng dụng từng bước hướng đến sự thành công. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em chúng ta đã tham dự livestream ngày hôm nay cùng với Phương. Hẹn gặp lại chúng ta vào livestream ngày mai nhé.